Khi được cha mẹ tặng cho tài sản là nhà và đất thì có rất là nhiều quý cô chú anh chị cùng các bạn thắc mắc là không biết có được miễn giảm cái tiền thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ hay không. Thì đến với video tiếp theo này, kênh YouTube Nguyễn Đồng Khuê chia sẻ đến quý cô chú anh chị cùng các bạn một số nội dung liên quan tới vấn đề này nhé. Đầu tiên thì chia sẻ đến quý cô chú anh chị cùng các bạn nội dung của cái vấn đề trên sẽ được giải đáp như sau. Khi mà trường hợp được cha mẹ tặng cho tài sản là đất đai và nhà ở, đối với trường hợp cái tài sản đó là tài sản riêng của cha và mẹ, thì cái người con nhận cái phần tài sản nhà và đất đó sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ luôn. Cái căn cứ của cái việc miễn giảm thuế này cụ thể như sau. Thứ nhất, về miễn thuế thu nhập cá nhân thì được quy định tại điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 và được sửa đổi bổ sung năm 2014. Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân từ việc tặng cho tài sản là bất động sản, cụ thể ở đây là đất đai và nhà ở, thì sẽ được miễn giảm đối với trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ tặng cho con đẻ hoặc là cha nuôi, mẹ nuôi tặng cho con nuôi. Thứ hai, đối với căn cứ để miễn thuế trước bạ đó là căn cứ vào cái khoản 10 điều 5 của thông tư 301 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về cái mức thuế trước bạ đối với nhà và đất là 0,5%. Tuy nhiên, những cái trường hợp mà cha đẻ, mẹ đẻ cho con đẻ hoặc là cha nuôi, mẹ nuôi cho con nuôi thì cũng sẽ được miễn cái phần thuế trước bạ. Ngoài ra thì cũng xin lưu ý đến quý cô chú anh chị cùng các bạn, để thực hiện cái hồ sơ tặng cho nhà và đất được thuận tiện và để có cái cơ sở cho cái việc lập hồ sơ miễn thuế cho cái hồ sơ này, thì quý cô chú anh chị cùng các bạn cần phải chuẩn bị cái loại giấy tờ để chứng minh mối quan hệ cha mẹ con. Cái giấy tờ mà đơn giản nhất để chứng minh cho cái mối quan hệ này đó chính là giấy khai sinh. Hoặc trong một số trường hợp thì cái văn bản để chứng minh mối quan hệ này cũng có thể là cái văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Và thêm một cái lưu ý nữa, khi làm hồ sơ tặng cho nhà và đất thì quý cô chú anh chị cùng các bạn cần phải chuẩn bị trước đó chính là giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà và đất cùng với hợp đồng tặng cho kèm theo cái văn bản chứng minh mối quan hệ nêu trên. Sau đó quý cô chú anh chị cùng các bạn có thể nộp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi mà cái thửa đất và ngôi nhà tọa lạc, hoặc là nộp tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, hoặc cũng có thể nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đối với những nơi chưa thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau trên kênh Nguyễn Đồng Khuê nhé.